Ok, ma si sa che la cavanna qua se la ricevono con me. Venga, però di me online mi sei solo che non incontri a pia. Mình đang chơi Crash và cho Crash vào đội hình sẽ trở nên hợp lý. Mình nghe nói Crash có một chiêu nộ cực kỳ đặc biệt cho anh ta. Mình đang cầm tốc hành không biết để làm cái gì nữa. Ok, theo các bạn Crash cầm cái gì nên là được bứt phá à? Nhưng mà một chơi thì phải đợi một tí cho nó vào trận cái đã. À, anh em chịu khó đợi một chút xíu nha. Và chứ gì, tem bên dưới đã có 100% rồi. Mỗi mình còn 9, à, 9 rồi vào rồi. Ok, sẵn sàng cứ cầm Crest đi chơi thôi. Đây mình có Slim nữa này. Slim mình như xạ thủ đúng không nhỉ? Chả biết được. Chưa một chút nhỉ. Có chưa biến hóa để quét sạch luôn này. Thế ngờ ghi đu và giòn này. Xem cho này nào. Sợ rồi. Farm thú rồi đã. Combo của Crash là gì nhỉ? Quên bố rồi. Hình như Crash càng đánh sẽ phải càng càng lên đam. À càng lên mana vậy. Cái này màu đỏ gì? Không phải mana thì là cái gì? Không nó giữ luôn rồi, còn nó có chiêu là chắn giống như Malok dựa theo Gidu. Chết rồi, à fuck. Fuck, một sự ngu ngờ dành cho anh bờ gaming TV. Chạy và chạy và chạy. Team gaming hay không, chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi. Tình nền ngáo. Đầu tiên chơi trận càng vãi chuối là như này. Trong team có Vera và Ari rồi. Ghi một mạng rồi. Sao mình lại không thể ghi một mạng được. Hãy xem đây. Yeah, attack nó. À ra giúp đỡ Ari. Ari còn một tỷ máu thôi. Đi 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 đi. Ờ ra đi rồi. Fuck. Ơ. Cần tốc chạy sao? Tốc hành sao? Chạy nhanh thế nhỉ? Giữ thật. Hello in me. Chém một phát. Chạy. Một thành viên đã phải rơi trận. Động Slim. À kết nối lại rồi. Ô hắn chạy 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 chạy. Oh fuck, chưa giết được mạng nào mà đã chết một mạng rồi. Vãi thật.
cho lên toàn đồ ngon nhỉ. Úi dồi ôi, chung tiêu công ty gì đó. Rồi chúng chết. Nhìn anh đây, anh sẽ càn quét cái bản đồ này. Đi đâu rồi? Đi đâu và về đâu? Bên kia địch thủ đã chết hết. Con heo ở đâu? Hình như là chiêu 2, chiêu 3 rồi, chiêu biến hóa. Quá dữ. Đủ. Rồi này em xin chọn được. Sao chạy vào trụ gì kia? Thế là anh không giết được một mạng rồi, mạng này lag rồi. Ok. Pinh xuống rồi. À đây, pinh nó vào lên. Rồi mạng lag. Lag này làm sao chơi? Shit. Mạng đang đi xuống rồi. Mạng như này làm sao mà chơi cho nổi. Fuck. Em xin. Bắt đầu chưa nói lên điều gì, mạng lag rồi, mạng ngon rồi. Mạng ổn rồi. Nhìn con Crash bước đi ngáo đá vãi. Nhanh lên là anh còn biến hóa. Nộ. Fuck, sao lính này dồn về mình thế này. Rồi, đánh một phát thôi. Đã có đủ mana. Chết đây. Nhơn. Đậu xanh. Quái vật khổng lồ vẫn không thể ấy được à. Chán vãi. Bọn này không MVP được rồi. Này không khó vậy. Tụi này sao không phá đi? Phạc. Ok, chúng mày. Giờ đi phòng quái đi nộ đã. Thôi. The hell. Bắn nhầm. Sorry. Giờ phải đi đánh đã. Không thì phí lắm. À, chết tôi rồi. Tác hại của việc ốc chó là đây. Anh farm trực tiếp nhá. Sao?
Bốn rồi mà. Sợ, em sợ. Tông hành, mà tông hành em dậy. Ui ghê quá. Thấy như nào cái là tao chết đến nơi. Rồi, chuẩn bị ra kia end nộ nào. Đến lúc kiếm mạng cho mình rồi. Hết chiều, đậu xanh. Rồi, trời, chạy. Chán vãi. Giờ đi vào quá rồi. Ôi nó có trụ. Mày thua rồi. Xong rồi. Ôi, tí chết. Ông trời Gret. Ừ, Gret chán vãi. Hai mình lại chơi diêu nhỉ. Chơi diêu nhiều quá anh em chán. Chú này đi phá rồi. Đi mạnh. Ari hỗ trợ. Đến lúc thể hiện cho mọi người thấy mình là gì. Red cũng không làm gì được nữa. Your team has destroyed a tower. Lo sao vậy? Do này căng máu thế này còn gì nữa? Trụ ra. Mình còn bị cãi mãi nhỉ.
Bây giờ có đường giữa là bọn nó kiếm là trụ đấy. Đây là cây đường giữa. Anh nộ phát không được à? Đâu ta? Châu quá, châu quá, châu quá, chạy ơi, chạy. Ủa? Fuck. Nó rất không làm gì được luôn. Nó tí này tụi mình à. Trời khác không chơi Gret. Chơi Gret quá. Gret lại đi chọn nó. Quá rồi ấy. Đi rồi thì đi một chỗ rồi. Anh này yếu là
Todo lo más tirador. Ok, mình sẽ lại ở đây nha. Bye bye.